Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài học này về AdWords thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách sử dụng một số cái phần mềm để chúng ta nghiên cứu từ khóa. Trong công cụ Google AdWords có công cụ Google AdWords Keyword Planner, dịch ra tiếng Việt gọi là công cụ lập kế hoạch từ khóa. Trên thị trường cũng có rất nhiều các công cụ khác nhau. Thế thì với cái tư duy như vậy, tôi sẽ giới thiệu một chút mang tính tổng quan, và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn cái công cụ AdWords Keyword Planner tại bộ công cụ tìm kiếm của Google nhé. Thì đầu tiên các anh chị sẽ tìm cái từ khóa. Ở đây thì tôi tìm cái từ khóa bằng tiếng Anh là AdWords Keyword Research, tức là nghiên cứu từ khóa AdWords. Ok, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cả Google AdWords tìm kiếm đây, nó giới thiệu về Keyword Planner này, rồi thì KW đúng không ạ, Keyword Finder, KW viết tắt là của Keyword Finder. Đấy, nghiên cứu và phân tích từ khóa. Đây ạ, Keyword Research and Strategy with Keyword Planner của Google luôn. Cái bên trên là thuộc về AdWords, cái bên dưới là thuộc về SEO đúng không ạ. Đấy, rồi thì MOZ là cái hãng là chuyên về SEO rất là mạnh. Rồi ạ, rồi thì có cả AdWords Keyword Tool của WordStream đúng không ạ, hoặc là keywordtool.io. Đấy, thế thì tôi cũng sẽ mở một số cái tab ra đây. Đấy, đây là chính là chúng ta sẽ vào và tiếp cận đúng khách hàng với đúng từ khóa, tức là chúng ta nghiên cứu từ khóa để chúng ta chạy làm sao cho nó chuẩn trước khi chúng ta chọn bộ từ khóa, được chưa ạ? Sau khi chúng ta bấm vào đây, bắt đầu sử dụng công cụ lập kế hoạch từ khóa, bấm vào đây thì nó sẽ ra cái tab như thế này, được chưa ạ? Đấy, công cụ lập kế hoạch từ khóa. Bạn muốn bắt đầu từ đâu thì tí nữa tôi sẽ quay lại với cái công cụ này với các bạn, được chưa ạ? Tôi giới thiệu thêm một số công cụ khác nữa để các bạn quan tâm. Thí dụ như là WordStream hoặc là Advertising Made Easy, đúng không ạ? Slogan của nó đó. Đấy, chúng ta có thể cài cái phần mềm này, đúng không ạ? Dạng miễn phí hoặc dạng trả phí hoặc dùng thử để chúng ta phân tích và so sánh những từ khóa. Thì AdWords và SEO thì về cơ bản có thể nói là nó cũng gần giống nhau. Chẳng qua AdWords là paid search, tức là tìm kiếm trả phí, còn SEO là organic search, tức là tìm kiếm tự nhiên. Đấy, nhưng về cơ bản thì chúng ta đều phải sử dụng một cái công cụ để mà chúng ta phân tích từ khóa, đúng không ạ? Thì ở đây là WordStream hoặc là keywordtool.io, đúng không ạ? Chúng ta muốn làm cái từ khóa liên quan đến học Facebook đi, đúng không ạ? Học Facebook, enter một cái, đúng không ạ? Thì nó có công cụ này, Vietnamese English này nọ này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy này, ở đây là gì ạ? Học Facebook Marketing, học Facebook Ads, đúng không ạ? Học Facebook Marketing Online, vân vân vân. Đấy, rồi thì bắt đầu nó thêm những cái từ nối vào, đúng không ạ? Khóa học Facebook Ads vân vân, đúng không ạ? Rồi, thì đấy là một số những cái từ mà chúng ta sẽ tìm, chúng ta có thể tải hoặc copy hoặc là xuất ra, đúng không ạ? Đấy, số lượng tìm kiếm, giá thầu bao nhiêu, cạnh tranh như nào thì cái này thì chúng ta sẽ cần phải có lẽ là phải thêm cái phần trả phí. Đấy, cái phần miễn phí nó không cho chúng ta, đúng không? Thế thôi, không cho thì không dùng. Chúng ta có công cụ rất là tốt của Google rồi, đúng không ạ? Thì đây cũng một cái công cụ khác, KW Finder đây, chúng ta tìm. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ? Cái lượng tìm kiếm, giá thầu vân vân. Tất cả cái đội này thì nó đều mong muốn là chúng ta sẽ dùng nó để làm SEO hoặc là dùng để chạy AdWords. Và thế thì tôi giới thiệu thêm thôi. Cái quay lại với cái công cụ mà có sẵn của Google AdWords, đấy là công cụ lập kế hoạch từ khóa. Hoặc là các bạn vào cái tài khoản của mình, sau đó các bạn chọn đến tab công cụ, đúng không ạ? Trong tab công cụ các bạn bấm vào cái công cụ lập kế hoạch từ khóa này. Đó, đầu tiên là các bạn tìm những từ khóa mới về nhận dữ liệu, thì chúng ta sẽ phân tích cái từ khóa, đúng không ạ? Chẳng hạn ta sẽ quay lại với cái ví dụ về nhà hàng, được chưa ạ? Chúng ta muốn chạy quảng cáo cho một cái nhà hàng hải sản. Và tôi đang thảo luận hợp đồng với một cái chuỗi cái nhà hàng chuyên về các cái món chuyên về hấp. Tôi nghĩ đây cũng là một cái xu hướng rất là tốt, và
nhà hàng đang kinh doanh rất là tốt, đúng không ạ? Và thì ví dụ như này, hải sản ngon đi .com, tôi không biết có trang này không nhưng tôi nghĩ là có. Và chúng ta có thể chọn danh mục ăn tối hộp đêm, hoặc là chúng ta chọn tất cả luôn cho nó dễ. Và từ khóa phủ định chúng ta bỏ đi, đúng ạ? Và chúng ta bỏ đi. Ok, chúng ta lấy ý tưởng nhà hàng hải sản được chưa ạ? Và thì cái công cụ keyword planner này nó sẽ cho chúng ta là gì ạ? Đấy, những cái từ liên quan đến đấy, nhà hàng hải sản không dấu, buffet hải sản hai san, tức là hải sản không dấu, nhà hàng hải sản ngon, nhà hàng hải sản ngon Hồ Chí Minh, ngon Hà Nội, đúng không ạ? Hải sản tươi sống, đấy, nhà hàng hải sản ngon không dấu, buffet hải sản ở đâu ngon. Đấy, thế thì ví dụ như là tìm, mình chạy cái từ khóa là buffet hải sản ở đâu ngon thì rất là hay, đúng không? Giá thầu rất là rẻ mà lại dễ dàng là tối ưu được cái trang đích một chút là chúng ta sẽ có đơn hàng. Đấy, thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều những cái từ khóa. Cái cột mà số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng là nó ước tính nhá, đơn vị là từ hàng trăm đến hàng nghìn, đúng không ạ? Mức độ cạnh tranh ở đây, tức là cạnh tranh giữa các nhà quảng cáo với nhau. Đấy, thì mức độ cạnh tranh càng cao thì cái giá thầu sẽ càng đắt. Tí nữa ta sẽ so sánh với cái từ khóa iPhone thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể tải xuống các ý tưởng, nó sẽ ra cái file Excel cho chúng ta xem. Đây, chúng ta tải xuống rồi sau đó chúng ta mở ra. Vâng, ở cái bên này, đúng không ạ? Ở cái bên này là cái giá thầu đề xuất. Đây là cái giá thầu mà Google AdWords ước tính dự kiến là nếu như bạn chạy cái từ khóa này thì bạn sẽ phải chi từng đó tiền. Đấy, có thể sẽ dao động trên dưới một chút nhưng mà về cơ bản là như vậy, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ mở cái file Word đó ra, xin lỗi, file Excel đó ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Đấy, Ad Group Keyword này, đồng tiền này, Việt Nam đồng này, ước tính tìm kiếm n là nghìn, nó chờ là triệu, và competition so sánh thang số, được chưa ạ? Thang càng cao thì competition càng tốt, đúng không ạ? Đây, success bid giá thầu, đúng không ạ? Có những từ là 10.000 như từ nhà hàng. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ quyết định là chạy từ khóa nào dựa trên các yếu tố về giá thầu, dựa trên các yếu tố về sự cạnh tranh và dựa trên các yếu tố là liên quan trực tiếp đến mặt hàng mình kinh doanh. Ví dụ hải sản của mình mà chuyên về rẻ hoặc chuyên về buffet thì mình sẽ lựa chọn những cái từ khóa nó hẹp hơn. Đây là tất cả những từ khóa mà nó có liên quan. Chúng ta sẽ không chạy tất cả như vậy bởi vì rất là khủng khiếp, đúng không? Đó. Thế nhưng nếu như chúng ta muốn chạy hết thì cũng được thôi. Nhà hàng của chúng ta lớn, chúng ta có ngân sách lớn, chúng ta có lợi nhuận lớn thì chúng ta cứ làm. Nhưng nếu mà chúng ta không có thì chúng ta phải lựa chọn một trong số những từ khóa như vậy. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Và cách thức lựa chọn như tôi vừa trình bày, đấy là từ khóa nào, đấy, có dấu hay không dấu, cạnh tranh ra sao, mức độ tìm kiếm, giá thầu, chúng ta nhìn vào đây để chúng ta đánh giá. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay lại với cái từ khóa mà tôi muốn tìm liên quan đến mua iPhone 7 Plus, được chưa ạ? Website của tôi sẽ lấy là Thế Giới Di Động đi. Và tôi sẽ lấy ý tưởng để tôi chứng minh cho các bạn rằng là những cái từ khóa khác nhau là nó sẽ có mức giá thầu đề xuất khác nhau. Đấy, cho nên là có những người mà cứ hỏi tôi là anh ơi, cái từ khóa mà anh chạy AdWords thì là nó là bao nhiêu tiền, em thấy các bên họ báo như này như kia. Vâng, giá điện thoại Thế Giới Di Động vân vân, thôi ta bỏ qua. Đấy, bỏ qua luôn, ta lấy như thế này cho nó nhanh, được chưa ạ? Bởi vì cái này nó lại hơi thiên về Thế Giới Di Động đây. Đấy, mua iPhone 7 Plus, mức độ liên quan iPhone 7 giá bao nhiêu, iPhone 7 ra mắt
đúng không ạ? Vâng. iPhone 7 bao nhiêu tiền? Đấy. Ra mắt iPhone 7. Vâng, đây các bạn nhìn thấy. Cái mức giá nó sẽ cao hơn một chút nhìn chung, đúng không ạ? Có những cái nhóm, đúng không ạ? Mô hình iPhone, vân vân, hình ảnh iPhone 9.000, 14.000, chúng ta sẽ nhìn thấy có nhiều mức giá. Hay là rẻ. iPhone 7 giá rẻ. Vâng, lấy ý tưởng. Ok. Máy cúc 3.000. Được chưa ạ? Cúc 3.000 chúng ta có thể chạy được. Với cái mức giá như này cũng tương đối là rẻ. Và chúng ta sẽ thử một cái từ khóa nữa để chúng ta xem. Ví dụ như là chung cư giá rẻ. Đấy, nó lên 6.000, 8.000, 10.000 phổ biến hơn, đúng không ạ? 9.000, 8.000 rất là phổ biến. Và chúng ta có thể bấm vào cái tab xem kế hoạch, đúng không ạ? Các bạn có thể tải lên. Đấy, để chúng ta đưa vào đây chúng ta làm. Để chúng ta sẽ xem được, so sánh được. Ok. Từ rồi ạ, thì về cơ bản cái công cụ Google Keyword Planner nó có cái ý nghĩa như vậy, tức là nó giúp chúng ta có thể là tìm được hàng loạt những cái từ khóa, bởi vì chúng ta có thể sẽ không nghĩ ra được hết những cái từ khóa mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ có, bởi vì cái này nó là phần mềm rồi, nó sẽ thống kê hết cho chúng ta. Đấy, và chúng ta sẽ từ cái thống kê đó chúng ta sẽ lựa chọn làm sao cho phù hợp, được chưa ạ? Hay là bán bây giờ cái bất động sản cao cấp là cái Condotel ấy, được chưa? Đầu tư Condotel sẽ nào? Xem là cái từ này giá nó có đắt không ạ? 20.000 và 18.000 biệt thự biển Phú Quốc 29.000 Condotel Vinpearl 18.000 Condotel Nha Trang 50.000. Vâng, đấy, cứ một nhát nhấp là chúng ta sẽ mất một bát phở bò đặc biệt, tô loại to 50.000, còn phở bò bình thường thì nó chỉ 30.000 thôi. Bình quân cứ một nhát nhấp như thế là chúng ta sẽ mất một bát phở bò. Đấy, mà một ngày là rất nhiều lượt nhấp, đúng không ạ? Lượng tìm kiếm khá nhiều, cạnh tranh rất cao. Chúng ta đã hiểu được rõ về cái gọi là cái mức độ cạnh tranh giữa các từ khóa rồi. Tôi chứng minh cho các bạn rằng là các từ khóa khác nhau là có mức giá khác nhau, được chưa? Và chúng ta sẽ thấy được các cái ý tưởng, các từ khóa, bởi vì chúng ta không tưởng tượng ra được hết. Nên chúng ta có thể phân ra thành các cái cột như thế này. Chúng ta có thể bỏ đi. Chúng ta có thể xem các nhóm quảng cáo của đối thủ người ta đang chạy như thế nào. Chúng ta xem từng nhóm một. Chúng ta nghiên cứu. Đấy, ví dụ như nhóm Condotel Nha Trang thì những từ nào họ đang chạy, những từ nào. Nhóm này giá rất cao, đúng không ạ? Thậm chí 60.000 luôn. Cạnh tranh khủng khiếp. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ok. Vâng. Thế thì tôi xin phép là kết thúc cái phần hướng dẫn về cách sử dụng cái công cụ Google Keyword Planner để giúp xác định những từ khóa, đấy, ước lượng số lần tìm kiếm, mức độ cạnh tranh và giá thầu đề xuất để chúng ta tưởng tượng ra chúng ta cách làm. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ vào công cụ AdWords, bước sau đó là chúng ta vào tab công cụ, chúng ta chọn đến công cụ là kế hoạch từ khóa, đúng không ạ? Và chúng ta đánh cái từ khóa mà chúng ta muốn tìm vào đây, những cái từ khóa chúng ta nghĩ ra bằng cách là chúng ta nghĩ hoặc là chúng ta sử dụng Google Search Box, đúng không ạ? Google Search Box là cái phần nó sẽ gợi ý cho chúng ta như thế này, đây chính là gọi là Google Search Box. Đấy, thì chúng ta đánh vào đây và sau đó chúng ta sẽ tìm, đúng không ạ? Chúng ta tìm và chúng ta sẽ lựa chọn được cái
các cái ý tưởng cũng như là các cái nhóm quảng cáo để chúng ta chạy hiệu quả nhất. Và tất nhiên chúng ta chạy thì tây bài đây ngày này qua ngày khác thì chúng ta cũng có thể là sửa chữa các thứ cho nó chuẩn chỉnh và chúng ta sẽ làm cho nó tốt hơn, được chưa? Vâng. Và cuối cùng thì xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.